Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh. Ngày hôm nay thì cũng đã là ngày 5 tháng 1 rồi. Ngày 5 tháng 1 cũng bắt đầu năm mới rồi, năm 2024. Không gì hơn thì Duy Khải đang chuẩn bị dự định anh Evan chúc mừng năm mới 2024, cũng như là sẵn tiện là chúng ta cùng chúc mừng nhau, cũng như là Khải xin kính chúc tất cả mọi người, cũng như là tất cả anh em đồng hành cùng với Khải thời gian qua, và kính chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công mới trong năm mới 2024 nha mọi người. Và đừng quên để lại cho video Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ, như là cái sự anh Evan này chúng ta cùng nhau lại xem thử Khải ăn được gì nha mọi người. Ok, chúc các anh em đó là một bộ câu chúc bình an, đó là Evan tiền vạn. Tiếp tục đó là một câu chúc tài lộc đó, thì cùng Khải cũng thay mặt kính chúc tất cả mọi người đều được bình an và tài lộc nha em ơi. Ok, chúng ta cùng nhìn sơ qua thì Evan có những món gì nhá. Đó em ơi, thì cái Evan này thì vừa rồi thì Khải cũng đã gom đồng ít nguyên liệu em đó, đánh ở bản đồ 7x 8x 90, 7x 8x 9x nó sẽ ra đó, và sau khi mở sẽ được câu chúc mừng, là chúc mừng năm mới kèm với chữ 2024, đánh nhím lên heo, hoặc là mình ép bằng điểm tống kim, hoặc mua điểm tống kim 50k, và cái chữ bình an thì mình mua 5 vạn ở Tương Dương trung tâm, cũng như là chữ tài lộc mình mua 10 sâu ở Tương Dương trung tâm ngay chỗ sự kiện Tết Dương lịch 2024. Thì sau khi anh mình chúng ta sẽ được thiệp dương lịch cá nhân cũng như là bản hội. Rồi, mùa này thì được coi, mùa này có chút bình an chúng ta sẽ được là 10 triệu một cái, thì tương đương anh Evan tiền vạn sẽ được khoảng 10 tỷ kinh nghiệm đó. Phần ép chúng ta đó gồm chúc bình an, chúc mừng năm mới 2024 bình an như nào, cộng ngay với cái thiệp bình an thì anh Evan tiền vạn sẽ được kinh nghiệm thôi nha mọi người, chứ không có gì cả. Thì trước tiên thì anh Evan tiền vạn trước nha mọi người, và nó sẽ cho 300 thiệp cá nhân, 300 thiệp bản hội. Cái này thì chủ yếu up kinh nghiệm thôi, không có gì đồ đạc gì nha. Ở cái câu chúc tài lộc này chúng ta sử dụng thì sẽ được 20 triệu kinh nghiệm trên một cái. Thì khoảng 1000 cái sẽ được, khoảng 1000 cái thì sẽ được là 20 tỷ kinh nghiệm, là tổng Evan này khoảng full cả tiền vạn và tiền sâu thì khoảng 30 tỷ nha, khoảng 30 tỷ kinh nghiệm. Sau khi anh được mảnh bí kíp nè, mảnh ngựa nè, rồi thiệp giờ dương lịch cá nhân bản hội, vé số, mảnh rương, hộp linh vật năm mới. Hộp linh vật năm mới sau khi mở sẽ được đuôi rồng, chân rồng, mình rồng, mỗi cái đầu rồng, ngọc rồng, nó sẽ tương đương có một ít kinh nghiệm như lại một số phần thưởng. À, cái ngọc rồng quan trọng nhất nè mày, 50 triệu kinh nghiệm và có cơ hội ngẫu nhiên nhận được an bang định quốc như tình hiệp cốt, tối đa 20 nhân vật. À, tối đa được 20 cái mọi người. Rồi sau khi anh được sẽ được chống phá linh dược và chống phá linh đơn, 5 tiềm năng và 1 kỹ năng. Mảnh bí kíp, thứ ma đà thành, lệnh bài boss, lễ hộp mảnh thạch anh, quốc tử hồng binh, thì tinh tinh hồng, phúc duyên lộ, tiểu đại trung các kiểu, thiên hán mà nhiều tâm kinh, sơ đời dân hồn, vấn đề quen thuộc quá rồi mày, tiên thôn lộ quá tiểu sơn, thiên sơn bảo lộ, phi tốc đại lực, định bài bốt phong độ. Sau khi số lượng sẽ được 100 triệu kinh nghiệm và vòng sáng, 200 sinh lực, vòng vàng này mày, và 300 thiệp dương lịch cá nhân và 300 thiệp dương lịch băng hội. Vẫn nhận thêm được đó là tuyết biên tinh hoặc là tuyết hỏa tinh. À, mùa này sẽ có một bộ trang bị hồng ảnh nha mọi người. Đặc biệt hơn là mùa này có một trang bị hồng ảnh 20 ngày và bí kíp Sơn Hà quyển 2 tỷ lệ có hay không. À, bí kíp Sơn Hà quyển 3 tỷ lệ có hay không. Mật tịch cao thủ 1-26, mật hay bí tịch Thiên Sơn Tuyết Liên 110, Đại Thành 120. À, Thiên Sơn Tuyết Liên là tỷ lệ có hay không luôn này nè mà. Sử dụng sẽ lên được cấp 110 năm, hỗ trợ cho cao thủ chúng ta lên cấp 110 nha. Hello anh em vô nha. Hello mọi người. Hello Đặng Hoài Nam, hello Trần Suki, hello tất cả anh em đang xem live nha, cũng như là đang xem video, đừng quên ủng hộ cho video Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ anh em ơi. Đeo sáng mạnh trang bị lên tuyệt, bảo rương trang bị nhu tình hiệp cốt này quá quen thuộc, ba lô bí kíp quá quen thuộc. Có thể nhận một trong những trang bị hiệp cốt nhu tình định quốc và như ăn ba. Rồi ba chân đơn, hít chân đơn, hiền chân đơn, rồi ngựa tối phiến kháng cả 3%, rương kỳ trong dị bảo ngẫu nhiên nhận được trang bị hiệp cốt trừ nhẫn dây chuyền. Trang bị nhu tình trừ nhẫn cái chiên. À, nếu được cái rương này may ra có thì là đồ ngon này, trang bị ăn ban định quốc luôn. Nói chung đồ ăn ban định quốc này nọ nhu tình ra cũng nhiều ấy. Pháo tích dương lịch. À, nếu anh được pháo tích dương lịch này ngẫu nhiên sẽ được là một có thể là một phôi kim cương ba hoặc là phôi gián sa ba cũng hay ấy. 5 ngày. Càng khôn cái này khả đang tìm anh em ơi, được khả cánh vào là tình hai kỹ năng vốn có nè. Là lên 5 kỹ năng này mà, đã thành 90 mặt nạ kháng cả. Rồi thế lên bài boss đại. Thế chiến giới. Học ngoài này may mắn. Ok anh em ơi, nói chung thì tổng sơ qua thì cũng không có gì thay đổi, lần này chúng ta có thêm bộ hồng ảnh 20 ngày mọi người. Rồi ok, đầu anh Vinh thì chúng ta sẽ ăn Vinh tiền vạn trước anh em ơi.
Vân Tiền Vạn khoảng 10 tỷ kinh nghiệm thì Khải nghĩ Vân Tiền Vạn chắc là sắp up cấp 132 này mà. Hello Văn Đình, hello Nguyễn Phi không? Hello Nguyễn Nguyễn, hello Tài Huỳnh, hello Hòa Nam Đại, anh em đang xem đừng quên đỡ làm like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và chúng ta sẽ nghe Vân em ơi. Lần này thì Khải bỏ cái Vân này vào số không được anh em ơi. Và con số không được nên là chúng ta sẽ bỏ nó vào cái câu chúc bình an ở cái auto 1.9 để anh cho nó lẹ nha mọi người. Rồi Khải ra ngồi cho anh luôn. Đó, anh không? Anh nè. Đó, nó tự động cắn luôn em cho nó lẹ nữa mà chứ giờ kích tay nó lâu lắm mọi người. Hiện tại là Khải bỏ vào cái phím số không được nè. Đó, cái này chúng ta ăn lấy kinh nghiệm nè anh em ơi. Đó. Quá bài luôn. Hiện tại đang còn có 3 kỹ năng thôi anh em ơi. Nên là cái lực tốc độ đánh của Khải còn là số 9 nè. Giờ Khải ăn lấy khăn khôn hay cắn lên được 2 kỹ năng vốn có nữa thì sẽ nó sẽ lên tốc 81 lại nha mọi người. Rồi, anh em mới vô đừng quên để lại like sẽ hỗ trợ anh em ơi. Hello Mẫn Trần, hello Trần Sư Kê, hello anh em mới vô. Anh Vinh Tiền Vạn trước anh em ơi. Anh Vinh Tiền Vạn xong Khải sẽ bắt đầu mở Vinh Tiền Xu luôn. Cho nó máu anh em ơi. Chào anh nhanh. Hello anh em mới vô, hello mọi người nha. Hello anh em. Anh em mới vô để lại like cho sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó, đó là anh Vinh Tiền Vạn nha nè. Anh Vinh Tiền Vạn trước, Khải Vinh Tiền Vạn trước. Anh Vinh Tiền Vạn trước nha nè. Hello Dung Anh, hello anh em mới vô. Thấy mệt quá nha. Tao này mệt ngu người lắm nè mà. Được coi Khải mở cam lên thấy mệt có ngu người không? Tại vì mấy cái này thức dữ quá, hơi ngu người một tí. Mọi người có thấy ngu người không nha? Để Khải mở cam em xem tí rồi tí nữa công thành cũng tắt cam thôi nè mà. Rồi, ok. Rồi, ok anh em luôn. Đó, bật cái cam này rồi. Rồi. Ok chưa? Rồi, em Vân Tiền Vạn nha mọi người. Cái này anh em chống lại anh em từ Vân Tiền Vạn nha mọi người. Ôi. Anh hình như là thiếu khoảng 5 tỷ nữa tính ra vừa rồi khoảng 1.000 cá thì chỉ khoảng tầm 6 tỷ hơn rồi nha mọi người. 6 tỷ hơn rồi nha mọi người. 6 tỷ hơn rồi. Rồi. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục anh Vân Tiền Tiền Xu nha. Anh Vân Tiền Xu khả sẽ bỏ mấy cái vé này đi, vé này. Ok, giờ chúng ta sẽ nhấn phím 1 ha. Ok, Khải nhấn chuột phải nha mọi người. Nhấn chuột phải đi, chúng ta nhấn chuột phải nha. Khui. À, cái hộp gì đây, bỏ cái này đi. Rồi, Phúc Duyên Lộ Đại. Giờ bắt đầu đến Vinh Xu nha mọi người. Đi đây, hộp linh vật năm mới. Hộp linh vật năm mới. Hello, anh em mới vô. Rồi. Hộp linh vật năm mới. Rồi, cái này là cá nhân băng hội. Anh nhanh rồi chuẩn bị công thành em ơi. Được một mạnh bí kíp số 9 Khải online phát anh em ít lắc nữa. Cho anh em có ít lắc đánh một lần bài boss. Phí tốc lớp bao. Lớp bao. Mấy cái này tí cho anh em. Thì tinh. Kiếm bộ tiềm năng kỹ năng cánh vào người xem. Tiền thống lộ. Hơn 140 cái nè mày. Một mạnh bí kíp 120. Toàn cá nhân mấy ban họ thôi. Một mảnh bí kíp vậy này, bí kíp số 5. Ôi, gần 300 cái này, tinh hồng. Như này, tiếng là hán, quốc là hán vứt nữa nè mà. Tiên thống lộ, quá tủ đại, quá tủ đại. Ai, một cái kỹ năng. Một quá tủ đại nữa. Quá tủ đại tầm này rẻ thôi nè mà. Biết tầm này được lời hay lỗ này, chắc toàn này. Quá tủ đại tiếp. Sư đời giang hồ. Mảnh nhu tình hiệp cốc ăn bang. Đây là kênh ạ. Thị tinh. Tiên thống lộ. Hồng Bình Thạch. Thị tinh. Như này. Trời, mình biết kiếm 120. Gần 400 cái nữa mày. Vẫn chưa có gì thay đổi. Phúc Duyên Tiểu. Là mày boss. Mấy cái này bữa nào rành đánh rồi nè mày. Mực mà mày đánh 5. Tiền thổ lộ toàn này. Bộ kỹ năng tiềm năng nó ra nhiều nhiều tí cắn cho nó sướng là anh em ơi. Mùa này thì ăn được thêm mỗi ạc mỗi nhân vật hai cuốn nữa. Võ đan thì Khải đang tìm tiềm năng thôi anh em ơi. Hai cái tiềm năng là được tương đương hai cấp ấy. Boss này. Ôi là mày boss nhìn 5 cái rồi. Tiếp tục này. Khui. Rồi up cấp 132 nãy giờ nha mọi người. Anh đang trong cái up cấp rồi. Tiền thổ lộ. Úi giời ơi. Câu chúc tài lộc, câu chúc tài lộc, câu chúc tài lộc 2024. Lần bài boss. Lại là mảnh bí kíp số 6.
mấy kiếp số xấu, tiền thổ lộ. Ôi, còn có 30 mấy chục cái thôi em ơi, hơi nhỏ nha, 30 mấy chục cái thôi. Ôi, anh gần đủ rồi, còn có 300 cái hơn thôi em ơi. Vẫn chưa có cục tiềm năng nào luôn. Vãi đàn thiệt, tiền thổ lộ, lượt máy bot này ra nhiều nha. Tiền thổ lộ. Ai à, hai cái kỹ năng em ơi, tiềm năng đâu? Ai à, giờ đang cho hai kỹ năng làm cái quần què vậy trời. Tiền thổ lộ. Lượt máy bot. Ôi, chặt chỗ rồi. Được hai ba con bò rác rồi, con năm độc à. À, toàn rác không vậy. Trong event này khoảng tầm ép khoảng trung bình này nó khoảng tầm hơn 15 kim nè, hơn 15 kim tí. Cả tiếng vạn với xu cộng lại khoảng hơn 15 kim. Tôi được phải bước mấy nguyên liệu này, nãy nhiều quá. Ép cũng thừa quá trời. Cho năm độc quốc à. Mấy cái bình quá tiểu đại 50 xu vứt anh em ơi. Hoàng thua thì tin cũng vậy, 50 xu. Hoàng thua 50 xu. Để mày boss này khoảng 100 xu. Mấy cái mảnh bí kíp nè. Thiên thủ lộ khoảng 20 xu. Rồi bỏ hết quang bên này tính sâu anh em ơi. 2, 4, 5. 100, 120. Rồi 120, 320, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như này được 1 kim. Còn mấy cái bình thường là 1 kim 1, kim 2, kim 3, kim 4. Như này được cho kim 4 đi nè em ơi. Kim 4 rồi đó, thu lượng kim 4 rồi đấy. Ok, còn những cái cuối cùng nè, mà cho hết luôn nè em ơi. Kim 4 rồi nha anh em. Hơi nhỏ nha. Hai cái kỹ năng làm quân què nè. Nó bán cái tiền cái này nè. Thiết là hám nè. Kim 4. Quất quất quất. Quất luôn. Bỏi quất luôn. Từ từ ngập bởi anh em nào cần lấy cho. Rồi một kim tư này nè mà tiếp tục khui nè. Còn 200 mấy cá thôi nè mày. Tiềm năng nâu, tiềm năng nâu. Còn 2 tiềm năng anh em ơi. Sao anh bữa nào cũng mùa nào cũng kỹ năng không vậy. Cũng như là tiểu. Sốp sốp sốp. Mấy cái mệt nạ sốp luôn. Nạ mày bánh năm sốp hết. Ra gì không? Ra gì không? Hello anh em mới vô nha. Anh em đang xem đây là Evan show cao trúc tàn lọc Tết dương lịch 2024 nha năm. Rồi chưa, vẫn không có tiềm năng luôn em ơi. Mất kỹ năng không vậy? Vãi cái đàn. Tiềm năng đâu? Đỡ có tiềm năng còn không phải mua nè. Vẫn không có tiềm năng luôn. Vãi cái đàn. Mệt nạ nữa. Sốt luôn. 4 mấy cái cuối cùng. Trời, Phúc Duyên làm gì đây? Mệt nạ quá trời. Khui nè, còn ra ăn bao nè, còn ra ăn bao nè. Ăn bao. Hai cái cuối cùng, ăn bao. Ở full rương này mày. Rồi, vứt mấy bình thiên thủ lộ quay nó khỏi chặt rương ấy. Không ra, cái cuối cùng xem ra như đây. Thiên thủ lộ này 20 xu một bình thôi này mày. Rồi, đại lực đâu bao, đại lực sát thủ giãn cái này số. Rác rác, mấy cái mảnh này rác hết là cho anh em hết. Này 100 xu. Rồi, cảm hết chỗ này cũng được khoảng cái này cái anh nhân nữa này. Cái anh nhân này 300 xu đi. Này tiền thổ lộ khoảng 100, 150 xu, 200 này, 500. 500 bình tiền thông bảo thạch khoảng 600. 600 bữa nãy cái tư, nói chung là vừa thu được 2 kim này mà, 2 kim này. Rồi, khui cái cuối cùng này, mới bất ngờ nè. Khui cái cuối cùng mới bất ngờ nè. Khui cái cuối cùng mới bất ngờ nè. Đó, cái gì đây? Một lá bài bí kíp nè. Một cái càng khôn nè, ok anh em được 2 kim nha. Quái, cuốn số 7 à. Cái gì? Một điểm kỹ năng vãi cái đàn quá, cần tìm năng ra kỹ năng chẳng. Cái rừng hà 3. Lệnh bài boss event, ok. Kháng cả trang sức. Đã thành một kiếm cho 20. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ tính tiếp tục nè. Mấy cái kỹ năng này em ơi, khoảng tầm 700 xu đây. Thì 3 cái là 2K1. 2K1 rồi lại 2K kia nãy là còn thành 4K1 nha. Bộ hồng ảnh này không tính này. Bộ hồng ảnh mắt ọp nha em ơi. Bộ hồng ảnh mắt ọp hàng sử dụng là 20 ngày. Mắt ọp này 20 ngày nè. Rồi là 4K1 rồi nha.
phi tốc là lực này tí cho anh em đánh đánh thôi không có gì cả. Đại lực được một bộ phi tốc là lực hộp tối phiến băng hội được 300 cá nhân nữa, được 300 nữa khoảng tầm 300 xu đây, 4 kim 4 kim 4. Cái thiên sơn của Liên này khoảng 2 kim à, cho 1 kim rưỡi đi. 5 kim rưỡi pháo tích dương lịch 5 kim rưỡi. Sơn Hà Ba này khoảng cho 1 kim này, 6 kim rưỡi. Bộ trang sức này 500 xu đó, bộ trang sức 500 xu là cho 7 kim. Rồi mình nào bước 20 ăn thì trả lại 7 kim. Khoảng 7 kim nè, 7 kim đúng không. Càn khôn này hiện tại khoảng 3 kim là 10 kim này đó. Đại thành này khoảng tầm 500 xu, 10 kim lẻ 5, 10 kim 500 xu. Cái này khoảng một kỹ năng khoảng 500 xu này mà, 11 kim. Ngẫu nhiên tối phiến, tối phiến này khoảng 300 xu, 11 kim là 30 kim là khoảng 1k rưỡi, 12 kim. 12 kim trong này tương đương khoảng được hơn 12 kim rồi. Cái pháo hộp quà năm mới, ok mà hộp quà năm mới rồi mà. Rồi khoảng 12 kim rồi đó. Ui ăn bán trời, hai con ngựa chán gơ không. Pháo gì đây. Khui trời, lần mà bắn 100 xu vãi cả đám. Khoảng 12 kim rồi mày. Rồi anh hết mắt cái này luôn rồi. Trời ơi nhỏ gơ gốm à. Nói chung là được kinh nghiệm nè mày, được lên cấp 132 này. Thì mới tiếp tục mấy cái này thử được gì không nha. Khui 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 khui. Phi phong đâu, phi phong đâu. Rồi anh lên nè mày, không thấy phi phong rồi. Mình rồng chân rồng. Rồi không có gì luôn nha anh em. Quá nhỏ. Chung là khả anh không có phi phong rồi nè mày. Để mày boss sự kiện đồng bóng bút tiểu quá. Này khoảng 200 xu rồi. Khoảng 300 xu rồi, 12 kim rưỡi. Chung là lỗ khoảng 4 kim mà không sao nè mày. Lỗ 4 kim, 3 kim hơn thôi. Nhưng mà mình ăn được một cấp cũng ok rồi. Rồi cắn càng khôn cái nè mày. Đó. Mấy cái càng khôn này có thì cắn này không có bán nè. 81. Rồi. Rồi ok anh em ơi. Vừa rồi thì Khải đã ăn xong cái event nha anh em ơi. Còn cái này thì Khải chắc là Khải cắn vào người thôi anh em ơi. Này thì thực sự là gió đang cắn vào cho người cho chơi cho không biết làm gì luôn anh em ơi. Thôi đổi đó đi, để mình đổi cái kỹ tiềm năng hay hơn anh em ơi. Để mình đào đổi hai cái, đổi thành một tiềm năng hay hơn. Đáp sáng vứt. Cái này 200 xu. Rồi. Nói chung thì anh event thì nói chung là cũng tương đối nè mà. Khải được lên một cấp rồi anh em ơi. Rồi, không gì hơn thì kính chúc anh em xem video Khải Nguyên Vinh này một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với chương trình Khải phát lắc cho anh em ngày hôm nay, và cũng như là chuẩn bị đánh trận công thành chiến vào lúc 21 giờ ngày hôm nay nha mọi người. Đừng quên lại video của Khải Nguyên Vinh một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em nha.